96 triệu, bây giờ 96 triệu bằng các bác mua Starbucks rồi. Em Lê Hương đã quay trở lại từ đây nhé. Em xin chào toàn thể khách hàng nhà mình. Em chào bác Dương Kết này. Hôm qua thì là vì phải đi bắt vài siêu phẩm xe Vios nên là em không lên sóng. Chào bác Thơm Lê nhé. Hôm nay thì em đã quay trở lại rồi đây ạ. Các bác đang xem buổi báo giá trực tiếp của em Lê Hương ô tô Hải Dương thì cho em xin một lượt like và một lượt chia sẻ trên trang cá nhân và hội nhóm nhé. Chào bác Thơm nhé, chia sẻ lên giúp em ạ. Dạ chào anh Dương Kết nhé. Chúc anh có một buổi trưa ăn cơm ngon miệng bên gia đình này. Em chào anh Nguyễn Thành Lương này, chào anh Đặng Hùng nhé. Các anh chia sẻ lên giúp em ạ. Hôm qua thì vì là đi mua xe cho thợ đi nhưng mà chủ cứ phải là em Hương lên thì mới bán xe. Đây là hôm qua em đã phải nghỉ một buổi cả một ngày hôm qua để đi mua xe. Mua được hai chiếc Vios và một chiếc chiếc gì nhỉ? EcoSport. Chủ xe cứ phải là em Hương lên thì mới bán, còn thợ lên không làm việc. Thế mới chứ lại như lại. Em chào anh nhà xe Phạm Lợi nhá. Các anh chia sẻ lên giúp em ạ. Về thêm rất là nhiều dòng xe đẹp luôn, cắt xả lỗ nhanh. Xe nào giá nào cũng bán luôn. Em chào anh Nguyễn Văn Thắm ạ. Chắc là Nguyễn Văn Thắm rồi. Chia sẻ lên giúp em nhá, lên trang cá nhân vội trang hội nhóm giúp em vì hôm qua em phải đi mua xe cùng với thợ. U em xin hết phần thiên hạ anh ơi, ảo đây. Đèn này chìm đen xì xì này được có gì mà xinh hả anh? Em chào anh Thắng Trần nhé, các anh chia sẻ lên, anh Tạ Duy và anh Thắng Trần anh chia sẻ cho em nhé. Đợi một chút nữa thôi thì em sẽ vào báo giá này. Con chim này không biết hót thì bỏ, không biết hót, hót lắm thế chứ nị. Anh muốn mua xe em Hương. Anh ơi anh muốn mua dòng xe nào? Mua dòng xe nào thì cứ comment đi, số điện thoại em ghi dưới màn hình rồi. Vios về thêm này, Xpander về thêm này, Xpander 7 chỗ ngồi số tự động. Em chào anh Sơn Phạm, chào anh Huấn Phấn Quách nhá. Chia sẻ lên giúp em, chỉ đúng 5 người nữa thôi. Chỉ cần 20 người thôi, đối với em Hương không cần số lượng phải quá nhiều, chỉ cần chất lượng thôi. Lượng khách ít cũng được nhưng chỉ cần chất lượng thôi. Đồng hành cùng em Hương trong hết buổi livestream ngày hôm nay ạ. Em về thêm i10 này, Morning tập lái cho mình giá rẻ này, Starbucks tập lái này, Xpander 7 chỗ ngồi, Mazda 6, Corona Antis, Vios bản e xịn luôn. Em chào anh Long Văn Thắng nhé, anh chia sẻ cho em đây ạ. Là em nhiều xe đẹp, dạ vâng. Là em về thêm rất là nhiều vì hôm qua em cùng một thợ nhà em. Thợ đi mua xe khách không đồng ý bán nhưng cứ phải là em Hương đi cùng thì khách lại đồng ý bán. Nên là các bác chia sẻ cho em nhé. Anh Cảnh Trần ơi chia sẻ cho em nào. Một phút nữa thôi em sẽ đợi khách hàng nhà mình vào. Con chim nó hót nhiều quá. Em chào anh Nguyễn Thượng Luận nhé. Chia sẻ lên giúp em ạ. Chúc toàn thể khách hàng nhà mình có một bữa trưa thật là ngon miệng này. Cùng em Hương xem livestream một chút nữa rồi ăn đi ngủ trưa nhá, đừng đi ngủ trưa sớm ạ. À. 17 rồi, chỉ cần 3 khách hàng nữa thôi là em sẽ đi báo giá livestream này. Thời tiết không nắng nhưng mà rất là oi. Hải Dương một ngày đã bắt đầu khó chịu rồi. 17 này. 18 này. Lại xuống 17 rồi. Các anh chia sẻ lên giúp em nào. Bật một phát lên 20 đi nào. Bán chim không em? Anh ơi chim này đắt tiền lắm. Chim này đắt tiền lắm. Em chào anh Tâm Phạm nhé. Chim này là của một bác bán xe lại bên nhà em nên đã kỷ niệm cho quê bên nhà em nên là không thể bán được. Em chào bác Dương Thủy nhé. Dạ. Mỗi ngày chốt 10 xe. Ôi mỗi ngày chốt 10 xe. Có những hôm được thật sự là 10 xe, có những hôm 12 xe luôn, có những hôm không được chiếc nào. Anh ngắm em xong anh mới đi ngủ nào. Chia sẻ lên giúp em nào. Bác Dương Thủy này, bác Trọng Duy, bác Tạ Duy này, hai bác Duy luôn. Bác Hoàng Đình Thắng này, chia sẻ lên giúp em ạ. 17 rồi. Cứ dập dình 17, 18 rồi. Hai khách hàng nữa thôi. Này em sẽ bắt đầu quay sang cam sau đây. 20 rồi. Dạ vâng, em xin phép được quay sang cam sau để đi báo giá buổi báo giá trực tiếp ngày hôm nay trên fanpage của em Lê Hương ô tô Hải Dương. Chia sẻ lên cho em các bác nhé. Về thêm rất là nhiều xe, bạn bè anh chị em nhà mình. Có khách hàng nào mà quan tâm về những dòng xe nào thì bên em đều có, thì tăng tên chia sẻ cho em. Con chim này là nhờ em dậy bắt đầu nó mới tập hót được đấy. Em sẽ ra bên ngoài trước này. Con nào xe mới đâu. Rất là nhiều xe luôn. Về thêm cho các bác một chiếc xe Vios biển 36 này,
Vios này là một chiếc Vios bản e xịn đẹp cho em. Vios bản e xịn đời 2009 giá chỉ có 208 triệu với lớp sơn màu đen đẹp này. Nội thất ghế da bên trong rất là đẹp luôn nhá. Bản e xịn đẹp cho em. 208 triệu. 1.5/2009 ạ. Những bác nào mà là thường xuyên quan tâm thì cũng biết rằng hoặc là biết một chút về xe thôi thì Vios này, Corona, Altis này là những cái dòng xe mà rất là bền bỉ này, hoặc là gì nhỉ, chiếc gì nhỉ, Hyundai Accent bản nhập khẩu. Đối với những cái khách hàng nào mà quan tâm để chạy dịch vụ thì Vios này, Kia Morning, Hyundai i10, Accent nhập khẩu này là những sự lựa chọn khách hàng nhà mình để chọn cho mình một chiếc xe có thể chạy dịch vụ, đúng không ạ? Thì đây, chiếc xe Vios này em vừa về thêm, đời 2009 bản e xịn, giá chỉ có 208 triệu này. Bên đây thì về thêm cho mình chiếc xe Hyundai i10. Nhưng đây là một chiếc xe Hyundai i10 bản đủ. Bản đủ nhá, bản đủ nó sẽ có những gì? Bốn mắt cảm biến va chạm phía sau này, lắp thêm cam lùi phía sau rồi. Ốp hết mạ chrome cao cấp cho em một cụm đèn hậu, cụm đèn pha và tay lắm cửa này. La răng thể thao đẹp, phía trước thì có phanh ABS chống bó cứng này. Chiếc Hyundai i10 bản đủ này là đời 2014, bản nhập khẩu. Em đang bán là 225 triệu. Trang bị động cơ chỉ có 1.0 thôi. Lên các bác nào chạy dịch vụ em này thì còn rất là thời gian cho mình. Thứ nhất là xăng nó rẻ này, à xăng nó đắt thì dòng này chấm nó ít, thì mình còn có công, đúng không ạ? i10 bản đủ, có tối khí an toàn rồi, sấy sưởi kính, có đề lộ thông minh, kệ bước chân lên xuống đẹp căng luôn. Bản đủ nhá, có nút mở một trạm thông minh, xi nhan trên gương. Sự khác biệt giữa i10 bản đủ và bản thiếu là có sẽ xi nhan trên gương này, nút mở một trạm thông minh này và có túi khí an toàn. Đấy là phân biệt nhanh nhất để các bác có thể hiểu rằng tại sao nó lại bản đủ và bản thiếu nhá. 225 triệu, đời 2014, nhập khẩu, i10 bản đủ, biển 37 này. Chụp lại cho em cái màn hình đi. Thích xe i10 thì khi các bác chỉ cần mà Hương ơi, anh muốn xem chiếc xe Hyundai i10 biển 37 thì em sẽ gửi hình ảnh và video chi tiết nhất cho khách hàng nhà mình. Xi nhan trên gương, ốp hết mạ chrome cao cấp rồi và có đèn gầm này. La răng thể thao, phanh ABS. 225 triệu, đời 2014, nhập khẩu, i10 bản đồ nhé. Em bảo chào bác Vũ Đức Thanh này, chào bác Phạm Ngân, chào bác Tùng Lâm, chào bác Tú Hoàng này, chào bác Dũng Hoàng, bác Vinh Lê, bác Vũ Hoa và bác Thịnh Đinh nhé. Chia sẻ lên giúp em ạ, mỗi bác chỉ cần chia sẻ cho em một nút lên trang cá nhân thôi, không cần phải chia sẻ nhiều. Hoặc bác nào yêu thích em Hình Hương hơn nữa thì chia sẻ cho em lên trang cá nhân và trang hội nhóm cho em, để đẩy mạnh buổi báo giá livestream ngày hôm nay lên. Sáng nay thì em lại về thêm được cho mình một chiếc xe Kia Morning này. Con này thì vừa tiền thôi nhưng vừa mới về, chưa dọn dẹp gì nên nhìn nó hơi bị bụi một chút, chỉ quay qua cho khách hàng nhà mình thôi. Để tí các bác có thể thích Kia Morning thì em sẽ làm việc cho mình, cũng là biển 37 luôn nhá. Đèn gầm và đèn bi này. Nhưng mà em chưa làm giá vì mới về sáng nay, nên là một chút nữa là thích Kia Morning thì em sẽ quay sau cho mình ạ. Ở bên đây thì em có một chiếc xe chỉ với 100 triệu, tầm bao nhiêu nhỉ? 136 triệu, đời 2008. Nếu như không đọc giá mà các bác cứ đi xe này về quê, đi đường cho em, khách hàng không hề nghĩ rằng mình đang đi xe một chiếc xe 136 triệu. Không phải là vì xe lỗi hay là vì làm sao mà xe nó lại rẻ như vậy. Đơn giản là em mua được rẻ, em nhập được rẻ thì em để cho mình giá rẻ, thế thôi. Nhiều bác cứ rẻ quá các bác cũng hãi cơ, lăn tăn là sao con này nó lại rẻ thế nhỉ, đẹp như này mà có lại có 136 triệu, hay nó bị làm sao, hay nó bị đâm, hay nó bị làm sao. Em nói nét luôn, khi nào mà nhập được giá rẻ em sẽ để cho mình giá rẻ. Như chiếc Gentra này 136 triệu, đời 2008, trang bị động cơ chỉ có 1.5 thôi. Số sàn, ghế da em bọc lại cho mình rồi, căng nét luôn. Số sàn, điều hòa mát lạnh luôn. Lại thêm một chiếc xe Vios à. Cập nhật luôn từng Vios bản e xịn này, với lớp sơn màu vàng cát, lại về thêm đời bao nhiêu chị? Đời 2011 này, Vios biển 37, 215 triệu. Rất là có duyên với biển 37 này, biển 37 này, biển 37 này, biển 37 này. Khoai bỏ đánh cả cụm, ở đâu có xe đẹp là vào hết. Đây ạ, 215 triệu nhỉ. Đời 2011, số sàn e xịn và màu vàng cát đẹp cho em nhé. Em chào bác Mạnh Hải, bác Nguyễn Trọng Hùng này, bác Lê Trường An này. Chia sẻ mạnh mẽ lên giúp em ạ. Chiều nay thì em sẽ lên video chi tiết rất là nhiều mẫu xe mới về, vì hôm qua mới nhập về. Chiếc này mới về này, chiếc Kia Morning này mới về này, nên là chưa lên video được. Thả tim thả like mạnh lên các bác ơi, chia sẻ lên.
Em chào bác Kiên Đỗ này, bác Nguyễn Trọng Hùng này. Chia sẻ mạnh mẽ lên giúp em, thích Vios này, thích Honda i10 em có hết luôn. À, Hyundai ở đây em có cho mình một chiếc xe Hyundai i10. Đây là một chiếc xe đời 2015 nhập khẩu, trang bị động cơ 1.2. Màn hình giải trí to đùng rồi, ghế da đẹp luôn. Các bác nhìn ghế da đẹp cơ. Kể cả cái thảm này, kệ bước chân lên xuống mới đét cho em nhé. Bản nhập khẩu. Đây là một chiếc xe sedan 2 đầu chứ không phải là 1 đầu. Nhiều bác thì bảo là anh thích đi 2 đầu hơn. Đây, đầu có, đít có, mông có. Có đầu có cả mông luôn nhá. i10 238 triệu đời 2015, bản nhập khẩu cho em, bản sedan đẹp luôn. Các bác có thể đi dịch vụ này, làm dịch vụ hoa cưới hỏi này, taxi ok luôn. Cam lùi đầy đủ này, ốp mạ chrome cao cấp hết cho em, từ cụm đèn pha, đèn hậu cũng như tay nắm cửa này. Có vì chắn mưa rồi và quan trọng là không đâm xô, không ngập nước. Màn hình giải trí siêu to. Màn hình OLED siêu to cho em này. i10 đời 2015 nhập khẩu bản sedan. Xin nhan trên gương. Giá là 238 triệu, trang bị động cơ 1.2 số sàn nhé. Ở bên đây thì em lại có cho mình một chiếc xe BMW. Em chào bác Thảo Lương này, chào bác Thủy Nguyễn này, chào bác Nguyễn Văn Khiêm nhé. Các bác chia sẻ mạnh mẽ lên giúp em Hương nào. Một chiếc xe BMW mui trần. Đây là đẳng cấp cấp rồi. Dạ Mazda 6 ạ. Anh ơi Mazda 6 đợi em một chút nhé. Không biết là thằng thợ họ em thợ nhà em nó lại có đi tân gái hay không cơ. Cái thằng ấy rất tệ luôn. Cứ cái xe là đẹp về là nó về nó đi tân gái, yêu hết em nọ đến em kia. À đây đây nhá các bác này, nhìn cho em này, BMW siêu phẩm này. 890 triệu. Nhập khẩu cho em, xe hoa hậu đây. Đi gia đình ok, đi chơi ok, tán gái thì tán em nào nó đổ em đấy này. Xong là dịch vụ hoa cưới hỏi này, tổ hợp phím bấm trên vô lăng đề lỗ thông minh, hỗ trợ gảy số trên vô lăng thể thao luôn, ghế nhớ ghế điện đủ thứ cho em. BMW 890 triệu. Bây giờ thì em xin phép đi vào sâu trong khu vực bên trong nhé. Mazda 6 530 triệu đời 2014 màu xanh đẹp. Chỉ sợ rằng thằng thợ nhà em, cu thợ nhà em nó hay mượn xe để tán gái lắm. Anh Huân Quách cho em một chút nhé. Một chiếc xe mang lốp biển thủ đô đẹp, form dáng cán bộ công tử luôn. 145 triệu đời 2007 số tự động. 145 triệu cho chiếc xe mang lốp màu đen đẹp như thế này, form dáng chuẩn cán bộ luôn. Túi khí an toàn, ghế da đẹp luôn. Ốp cho em hết mạ giả vân gỗ này. Tổ hợp phím bấm trên vô lăng, màn hình có luôn. Số tự động đẹp. Trời ơi, số tự động đẹp như thế này mà sao lại có 145 triệu. 145 triệu đi ô tô sẽ tán gái dễ hơn đi xe máy mà không hề bị mưa nắng các bác nhé. Vios này, Vios bản e xịn này, màu đen này, Vios bản e xịn. Các bác nhìn đâu? 2, 4, 6. Nếu như chiếc xe Vios này mà bị lỗi thì em sẽ trừ lương 6 ông thợ cho em luôn. 6 ông thợ cho em sẽ trừ lương luôn. Đấy, bác các bác nhìn thẩm định này. Thẩm định. Nên là các bác hoàn toàn yên tâm nhé, thợ nhà em đã cho qua trường lớp đào tạo hết rồi. Kinh nghiệm của đã đầy mình rồi. Đâu Mazda đâu rồi? Mazda 6 đúng là đi tân gái thật rồi các bác ơi. anh Quách Huân ơi, để lại số điện thoại em sẽ gửi cho anh video và hình ảnh chi tiết nhất của chiếc Mazda 6 nhé. Thằng cu em nó lại đi tân gái thật rồi. Ở đây thì em lại có cho mình một chiếc xe biển 38 là gì đây? Một chiếc xe Kia Carren đời 2010, 7 chỗ ngồi, số tự động. Kia Carren này, em chào bác Hoàng Dư nhé, chào bác Trương Hường, chào bác Minh Đức. Chia sẻ lên giúp em nào. Chia sẻ mạnh mẽ lên giúp em, 43 khách hàng đang xem. Không cần quá là nhiều khách hàng, chỉ cần chất lượng ở đây thôi, 47 khách hàng này. Lên đi ạ. Một bác nào chia sẻ 1 nút giảm 1 triệu mua xe, 10 nút giảm 10 triệu, chỉ cần 10 nút chia sẻ thôi là cầm trong tay mình 10 triệu. Mua xe tặng vàng luôn cho bà xã nhà mình, mỗi bác một chỉ vàng. Kia Carren đời 2010 số tự động 7 chỗ ngồi này. Đèn bi salon, đèn gầm có, form dáng cực chất cực đẹp cho em luôn. Và bên đây thì có cho mình một chiếc xe Kia Morning biển 88 Vĩnh Phúc nào. Bác nào thân yêu ở đây Vĩnh Phúc nào. Xin nhan trên gương la răng hoa mai thể thao. Ốp cho em mạ chrome cao cấp hết ở đèn halogen này, cụm đèn pha này. Đèn gầm có, Kia Morning màu vàng đời 2010 nhập khẩu. Và đây là một chiếc xe Kia Morning Vios đen à, anh Phạm Hiển ơi đợi em một chút nhé.
Fiat đây em về thêm rất là nhiều. Kia Morning này em đang bán là 235 triệu, đời 2010, 1.0 nhập khẩu, số tự động đẹp cho em. Số tự động luôn nhá. Fiat thì có đời 2008 này. Hôm qua em về thêm một chiếc Fiat bản E xịn, số sàn. Đời 2016 và đăng ký là đời 2017 nhá. Tư nhân một chủ không qua taxi. 250 triệu nhưng mà phải tí nữa mới về được. Vì chiếc Fiat đấy là em tối qua mới về rồi, cho đi rửa cho đỡ bùn đất đi, không nó bám vào xe nhìn nó xấu anh ạ. Còn ở đây thì có chiếc Fiat này 208 triệu. Fiat màu đen đây là 208 triệu, đời 2009, đời 2009 này. Xe đẹp, em cảm ơn anh Hoàng Đại nhé, chia sẻ mạnh mẽ lên giúp em ạ. Em chào bác Hoàng Hải Trương. Đấy, đây là một chiếc xe Fiat bản E xịn, màu này là màu đen nhá, 208 triệu, số sàn. Còn đây là một chiếc xe Fiat đời 2011, 215 triệu với lớp sơn màu vàng cát. Và thêm một chiếc xe Fiat đời 2016, đăng ký lăn bánh lần đầu là 2017. Mà tối qua em Hương trực tiếp đi cùng thợ nhà mình đấy. Nhưng mà giờ đang cho đi rửa rồi vì bùn đất nó bám vào nhìn nó xấu gái lắm. Phải rửa sạch sẽ lên một chút. Ở bên đây thì em có cho mình một chiếc xe Sorento. To đùng bật vã luôn, nhìn như chiếc G63. Như chiếc G63 để đi khởi nghiệp. Sorento 7 chỗ ngồi, đây cũng là một chiếc xe 7 chỗ ngồi số tự động này. Đời 2009 này, tổ hợp phím bấm chân vô lăng, ga sét các bác nhìn này. Túi khí an toàn, ghế da đẹp căng luôn. Em chào bác Đình Hiếu này, bác Hoài Trương, bác Bùi Thái, bác Cường Móa, bác Đoàn Thị Viền. Chia sẻ mạnh lên giúp em nào. 7 chỗ ngồi số tự động, vừa dịch vụ vừa gia đình, ok, khóa cầu V-Side đầy đủ cho mình. Auto hết cho em, đẹp căng luôn nhá. Mới về luôn, em chào bác người vận chuyển này. Bác người vận chuyển cũng là họ Lê. Em cũng là họ Lê đây, chia sẻ lên cho em nào. La răng thể thao, phanh ABS đầy đủ này. Sorento, Kia Sorento 7 chỗ ngồi số tự động, cực chất cực đẹp cho em. Đóng cửa chắc lịch luôn. 380 triệu đời 2009 nhá, 7 chỗ ngồi số tự động này. Chào anh Đức An nhá. Chia sẻ lên cho em 57 rồi. Bác Thành Nê này 58 rồi, 60 người lên đi ạ. Ở đây có một chiếc Spark Van tập lái này, phù hợp cho khách hàng nhà mình. Tập lái này, chở đồ, chở hàng nhá. Spark Van biển D, màu bạc đời 2010, em đang bán là 85 triệu. Ô tô 85 triệu mà sơn xi ghế da, đẹp căng luôn. Đẹp căng xuất sắc luôn. Thế này mà các bác cứ mua SH làm gì? Mưa như hôm qua mà đi SH thì thôi rồi, chết, chết mưa. Các bác nhìn ghế ra này, điều hòa mát lạnh luôn. Chỉ có 85 triệu đây ạ, chở hàng ok cho em, chở người, chở hàng đây, tiền lại đẻ ra tiền. Em chào bác Ngô Văn Hạ này, chào bác Trần Năm này, chia sẻ mạnh lên giúp em ạ. Tiếp theo bên đây thì em có cho mình một chiếc Fremacy đến từ nhà Mazda. Fremacy đời 2002, 7 chỗ ngồi, số tự động, 172 triệu. Với cái màu sơn thì phải gọi là màu xanh gì nhỉ, màu xanh lính Cụ Hồ rồi. Màu xanh lính Cụ Hồ biển 19, Mazda Fremacy 172 triệu, số tự động, trang bị động cơ 1.8, 7 chỗ 1.8 là vừa phải rồi. Nếu như mà chấm bé quá thì đi làm sao mà khỏe được. 7 chỗ ngồi cơ mà cõng 7 người. Mazda Fremacy 172 triệu nhé. Số tự động đẹp cho em. Em chào bác Trinh Hà Mê này, bác Trần Lâm này. Rất rất là nhiều xe luôn, các bác comment tên đây cho em. Thích xe nào kết nối số điện thoại Zalo với em. Em chào bác trai nghèo này. Ở đây thì em có một siêu phẩm, nó là bản nhập khẩu nhưng mà xuất thân của em nó thì đến từ Trung Quốc. Em này là đến từ Trung Quốc nhé, nhập khẩu nhưng nhập Trung. Những bác nào mà sợ Trung Quốc thì chiếc xe này em nói ra các bác rất là sợ. Còn những bác nào đã từng đi rồi thì mới thấy được cái vẻ đẹp của em nó. Một chiếc Zoti T600 320 triệu với option gọi là full option luôn. Ngay từ đầu tiên các bác nhìn cho em này, mút mở một trạm thông minh này, xin nhan trên gương. Có chế độ liếc là đèn theo vô lăng cho em nhé. Tổ hợp phím bấm chân này. Túi khí an toàn canh xe, đề lổ thông minh. Liếc đèn theo vô lăng, có hỗ trợ chân trượt cho mình luôn. Số tự động. Khóa này phanh tay là phanh tay điện tử cho em, không phải phanh tay như bình thường mà phải gạt lên đâu, mà nó phanh tay điện tử này.
Và em này trang bị cho em là một cái cửa lock panorama toàn cảnh. Gần như là cái cửa lock này của nó là toàn cảnh hết luôn. Đây là cái hỗ trợ này, các bác nhìn này, cái đây là trung tâm điều khiển của hỗ trợ để tụt cửa lock lại mà mở lên đèn này. Trung Quốc nhá. Dạ em chào anh nhá. Ui nóng quá, chui vào cái xe, nóng quá. Chống trơn trượt đổ đèo 320 triệu, 7 chỗ ngồi, 5 chỗ ngồi, số tự động đẹp cho em. Đến từ Trung Quốc, nếu như bác nào mà kỳ thị Trung Quốc thì chiếc xe này sẽ không vào trong tiềm thức của mình được, sẽ không yêu được. Nhưng mà em đã từng buôn xe em những dòng này em biết rồi. Trước kia em cũng buôn hai chiếc này cho hai bác giám đốc làm việc tại Việt Nam, hai bác người Hàn làm việc tại Việt Nam. Rất thích dòng xe này luôn. Option của em nó quá là đẹp, nhìn rất là đẳng cấp luôn. Zoti T600 320 triệu, bốn mắt cảm biến va chạm phía sau này, cam lùi đầy đủ, cửa sổ toàn cảnh panorama, nút mở một trạm thông minh và có chỗ hỗ trợ trơn trượt đổ đèo cho mình. Và em nó có một cái mắt thần như thế này, khi vô lăng quay đến đâu thì cái mắt thần đèn này nó sẽ quay theo đấy, gọi là liếc đèn theo vô lăng luôn. Rất là xịn xòa. Cam hành trình, cam lùi đầy đủ luôn, 320 triệu. Cả độ lên cái logo này là Volkswagen là độ thôi. Còn em này là đến từ Trung Quốc nhé. Những bác nào không thích Trung Quốc này thì sẽ không thấy đẹp, nhưng em Hương rất thích chiếc xe này luôn. Form dáng đẹp. Quay Sorento đi em. Đâu rồi Sorento của em quay đâu nhỉ? Đây. Kia Sorento 7 chỗ ngồi số tự động. Các bác nhìn cho em. Form dáng này. Kia rồi. Đã đến Kia thì các bác nhìn phát sẽ là yêu luôn. Xuất thân gia giáo. Gái nhà lành đeo luôn. 7 chỗ ngồi số tự động Kia Sorento đây ạ. Anh Nguyễn Duy Anh ơi. Nếu như mà anh đi taxi dịch vụ hoặc gia đình thì đều ok cho em này. Tổ hợp phím bấm chân tôi lăng. Túi khí an toàn này. Này các bác này, set này, reset này. Đó, nóng quá. Mặc cái áo lắng này. Đề lỗ thông minh đầy đủ luôn. Em chào bác Bùi Thị Nhẹn này, chào bác Giang Hân này. Chia sẻ mạnh lên cho em khóa cầu V-Sai. Kia Sorento đời 2009, số tự động 7 chỗ ngồi. Bao nhiêu? 380 triệu. Chiếc này 380 triệu, nhắn tin inbox vùng Dương Tư cho em để một cái giá chỉ mà hai anh em mình biết thôi. Kia Sorento đây ạ. La răng thể thao phanh ABS này, đèn là đèn bi nhá. Có đèn gầm cho em. Hai bác vào trong nhà thôi ạ. Em chào bác Hà Vĩ này, chia sẻ lên giúp em Lê Hương nào. À, mới về thêm một em siêu phẩm nữa đây. Các bác nhìn logo này, biển 30 thủ đô Hà Nội này. Một chiếc xe Innova. Rất là nhiều khách hàng quan tâm Innova thì lại về thêm một em Innova. Với lớp sơn đen bóng, số sàn 7 chỗ ngồi, Innova đến từ Hà Nội. Bản này là bản G 2006, 218 triệu. Innova các bác nhìn này, chỉ với 218 triệu. Sở hữu ngay cho mình một em Innova siêu phẩm này, lên trần 3D đẹp. Ghế da kết hợp kiếp đỏ đen rất là đẹp luôn. Chuẩn kiếp đỏ đen luôn đây này. Màn hình giải trí có á. Cái cam hành trình này không biết là còn sống hay không. Nhưng mà có cam hành trình à, chỉ tuột dây thôi. Chắc là con này có cam hành trình luôn, nó bị tuột cái dây dính ra rồi. Màn hình giải trí, túi khí an toàn đầy đủ cho em này. 218 triệu ạ. Tucson, chị Bẹn, chị Nhẹn ơi, Tucson tối ngày hôm kia, một bác trong Nghệ An đã đánh xe về Nghệ An làm dâu rồi. Tucson em bán rồi ạ. Giờ là hiện tại là không còn Tucson rồi. Rất là nhiều xe luôn đây, ở bên đây. Chị Nhẹn ơi, Tucson em hết rồi nhá. Tối ngày hôm kia một bác Nghệ An ra đánh xe về rồi, làm dâu về Nghệ An rồi. Em chào anh Nguyễn này, chào bác Tạ Duy này, toàn xe đẹp, rẻ miễn cho em nhé. Chia sẻ lên giúp em nào. Em chào bác Văn Đông, bác Thuận Trương, bác Trịnh Tăng nhá, Tăng Trịnh rồi. Ở đây thì có một siêu phẩm La Setti với lớp sơn màu xanh mà em rất là ưng ý này. Về thêm được hai chiếc xe, một chiếc xe La Setti, một chiếc xe CDX, nhưng với cái lớp sơn này các bác nhìn nhá, nhìn qua live, quay trực tiếp qua điện thoại khả năng nó sẽ bị dìm hơn bên ngoài, nhưng mà bên ngoài đẹp lắm luôn, lớp sơn màu xanh cực cứng đẹp. Chiếc La Setti này là La Setti SE đời 2009 bản nhập khẩu, số sàn em đang bán là 220 triệu. Nhìn cho em này, la răng thể thao này, phanh ABS này. Chào người đẹp nhé, dạ em chào anh Hoàn Quàng nhé. La răng thể thao đẹp, nhập khẩu đẹp cho em đây, 220 triệu số sàn em đã lên video và hình ảnh rồi. Túi khí an toàn, ghế da hai màu đẹp luôn. La Setti SE, nhìn qua live thì có thể là nó không được đẹp.
Nhìn qua like thì nó không được đẹp như ở bên trong, bên ngoài đâu ạ. Vì màu sơn nó rất là đẹp. Em chào bác Trung Trung này. 220 triệu cho siêu phẩm La City SE. Và bên đây thì em có cho mình một chiếc xe Kia Morning đời 2015. Trang bị động cơ chỉ có 1.2 thôi. Lúc nào có dáng lên cho chị xem nhé. Chị Nhẹn ơi, kết nối số điện thoại trên Zalo cho em. Kết nối Zalo cho em đi, kết bạn với em đi. Cứ phải là bạn bè thì làm việc nó mới dễ chị ơi. Hoặc là để lại số điện thoại cho em nhé. Tucson sẽ có thôi. Vì Tucson là một cái dòng xe được rất nhiều khách hàng yêu thương và quan tâm. Nên bên em cũng cố gắng thật là nhiều để khi nhập được một chiếc xe Tucson đẹp cho mình. Để lại số điện thoại cho em chị nhé. Kia Morning đời 2016 này. Trang bị động cơ 1.2, em đang bán là 215 triệu. Với nước sơn màu đẹp luôn. 215 triệu. Nhìn cho em này, bộ la răng này. Kia Morning mà la răng không khác gì xe siêu phẩm siêu lướt luôn. Màn hình mới, ghế mới. Em này gần như là làm lại cuộc đời. Cái gì số em làm lại hết. Quan trọng là số máy rất là ngon luôn. Lên cho mình bộ quần áo mới này. Màn hình OLED này. La răng thể thao này. Mà chỉ có 215 triệu đời 2016. Nếu như không mua chiếc xe này thì chỉ 1-2 hôm em đăng lên và live stream lên là em sẽ bán thôi. Thì lúc đấy mà muốn mua chiếc xe Kia Morning phân khúc tiền như thế này mà đầy đủ cho mình, đèn halogen, đèn gầm, la răng thể thao, màn hình giải trí, ghế da đẹp rồi thì rất là tiếc luôn. 215 triệu. Em chào bác Phạm Nga Hằng này, chào bác Phạm Thanh Thủy này. Tiếp theo bên đây thì em có một siêu phẩm đây. Hôm qua thì về nhưng mà bận, xong đi bắt xe lên chưa lên kỹ được. Bây giờ em sẽ dành cho cái chiếc xe siêu phẩm này 2 phút. Một em Chevrolet Cruze với biển thủ đô, với lớp sơn màu trắng cực đẹp luôn. Phải gọi là cực đẹp. Em đã khen chiếc xe nào thì phải là rất là tâm đắc này. Một chiếc Chevrolet Cruze đời 2010, số sàn, trang bị động cơ là 1.6 này. Các bác nhìn cho em này. Chỉ nhìn cái hình thức bên ngoài thôi đã lãi yêu rồi. Với lớp sơn màu trắng đẹp, la răng thể thao nhưng mà dạng tăm. Khi mà lăn bánh chuyển động cái la răng là nhìn rất là chất luôn. Phanh ABS này, đèn pha halogen, đèn gầm có luôn. Xi nhan trên hồng. Cruze 245 triệu. Bác nào mà taxi dịch vụ mà thích chiếc xe này về hoa làm đám cưới này cũng rất là ok. Ghế da hai màu các bác nhìn cho em, rất là sang, cực kỳ sạch sẽ này. Màn hình giải trí siêu to. Số sàn điều hòa mát lạnh nhé, túi khí an toàn. 245 triệu đời 2010, trang bị động cơ 1.6 này. Số sàn đẹp cho em. La răng thể thao. Bác mời anh xem xe đi ạ. 2010 số sàn ạ. La răng tăm thể thao cực chất cho em luôn nhá. Nếu như hôm qua mà em ở nhà thì chiếc này đã bán rồi. Vì hôm qua khách đến nhưng mà em Hương không ở nhà. Nên các bác lại hẹn sang tuần rồi. Em chào anh Đặng Văn Huy này, em chào anh Huy Vina nhá. Các bác có thể đi dịch vụ này, đi gia đình. Và nếu như bác nào mà có thể chạy dịch vụ hoa cưới hỏi rất là ok. Vì cái màu trắng mà form dáng thì rất là đẹp, biển thủ đô nhá. Khi mua xe biển thủ đô sang tên đổi chủ sẽ không mất đến 20 triệu đâu ạ. Ốp mạ chrome cao cấp cho em rồi. Quá là chất luôn. Nào chia sẻ mạnh lên giúp em Lê Hương nào. La răng này, các bác nhìn la răng tăm rất là chất này. Xi nhan chân hồng, ghế da hai màu cực đẹp cho em. Không chê được một điểm nào với chiếc xe này. Số máy thì cực ngon. Cam kết là không đâm xô và không ngập nước. Muốn xem xe nào thì cứ comment tên xe này. Bác Mang cứ xem đi nhá. Đấy, khách đến xem xe nhưng mà đang live stream rồi. Ở đây thì có cho mình một em siêu phẩm đến từ nhà Kia. Một chiếc ke Kia Zondo nhưng mà là máy dầu nhá. Máy dầu số tự động đời 2014. Số tự động này em đang bán là 468 triệu. 468 triệu. Khóa cửa rồi. Các bác nhìn cho em này. Gương này cụp xòe tự động như thế này. Các bác chỉ cần đến gần thôi, trong người các bác có chìa khóa là em này nó đã nhìn thấy rồi. Là nó đã sẽ tự động mở khóa cho mình rồi. Và khi các bác cầm chìa khóa đi một phát xa tầm bao nhiêu mét phát là em nó sẽ tự động khóa luôn. Rất là thông minh luôn. La răng thể thao, phanh ABS này, đèn bi sa lông, đèn gầm có này, Kia Zondo máy dầu. Đời 2014 em đang bán là 468 triệu, số tự động 7 chỗ ngồi. Và ở bên đây thì em có cho mình một siêu phẩm Ford Fiesta đời 2011. Em vừa có đời 2011, vừa có đời 2013. Chiếc màu đỏ này là đời 2011, số tự động em đang bán là 295 triệu. Trang bị động cơ là 1.6 nhá, 5 chỗ ngồi, số tự động đây. Các bác nhìn cho em này, biển thủ đô, biển tỉnh này. À biển thủ đô này.
đèn bi solo, à đèn halogen siêu sáng, thiết kế mắt hách lên như thế kia, có đèn gầm này, xin nhan trên gương 295 triệu với lớp sơn màu đỏ này. Đều là form dáng hatchback, nhưng em hatchback này nó không hề bị cụt đít như những dòng Kia Morning hay như những cái dòng mà Hyundai i10 bản hatchback đâu, mà cái đít của em nó sẽ thon, sẽ dài, nhìn rất là xinh luôn. Nam nữ đi đều ok. Nếu như bác nào mà lăn tăn là sợ Ford Fiesta đi rồi đồ sỏ sửa nó đắt tiền hay thế nọ thế kia thì các bác hoàn toàn yên tâm nhé, dòng Ford đi rất là bền. Và bây giờ thì những cái dòng như là phụ kiện nó đi kèm thì nó cũng rất là nhiều rồi, dáng bình thường thôi. Mà thứ hai là bác phải quan tâm một điều là xe đẹp thì làm sao mà phải sửa, đúng không ạ? 295 triệu số tự động đời 2011. Chiếc này thì lên cho em màn hình OLED rồi, đóng cửa chắc lịch luôn. Ford Fiesta 295 triệu bản hatchback nhưng không hề bị cụt ạ. Tiếp theo bên đây thì sáng nay em đã lên cho mình video chi tiết về chiếc xe biển 34 bánh đậu xanh này, một chiếc xe Chevrolet cờ đuôi. Nhưng đây là một chiếc xe Chevrolet cờ đuôi số tự động cho em, trang bị động cơ 1.6 này. Giá em đang bán là 275 triệu, nhưng em này về tính toán là nếu như mà ăn 275 triệu thì là ăn dày quá rồi, vì xe nhập giá quá là ok. Lên em để cho mình là 268 triệu thôi. Mua xe có bảo hành không em? Bảo hành về vấn đề gì anh? Cam kết cho mình không đâm xô, không ngập nước. Máy móc cam kết cho mình 3 tháng. Thân vỏ thì không bảo hành được vì xe cũ anh nhá. Xe cũ thì không bảo vỏ, không bảo hành thân vỏ này. Anh ơi, mua xe bên em thì anh cứ phải hình dung một điều là cam kết vàng cho mình không đâm xô, không ngập nước, hồ sơ pháp lý đẹp. Còn anh muốn bảo hành về vấn đề gì, inbox riêng cho em, làm việc trực tiếp với em cho nó tơi luôn đi. Cờ đuôi số tự động 275, nhưng mà 275 thì ăn nãy dày quá rồi, 268 triệu thôi. Vì bắt được xe đẹp giá đẹp thì làm sao mà để giá cao bán làm gì cho nó lâu ra, để luôn giá đẹp cho mình. Túi khí an toàn, ghế da cực chất luôn, cờ đuôi số tự động đây ạ. Ghế da rất là chất luôn. Em chào anh Văn Nhâm nhé. La răng thể thao, phanh ABS đầy đủ luôn đây ạ. Anh Hoàn Quảng ơi, nhắn tin cho em thích chiếc xe là bảo hành về vấn đề gì hay như thế nào. Bán xe thì có bảo hành chứ, nhưng quan trọng là bảo hành cái gì và bảo hành bao lâu. Một cơ sở làm việc uy tín nhiều năm, có tiếng ở Hải Dương rồi. Nói về Hải Dương thì nói về xe ô tô cũ rất là nhiều luôn. Con màu đỏ ạ, con màu đỏ đấy là 295 triệu chị Thanh Thủy ơi. 295 triệu số tự động. Nếu như bằng của chị B1 thì đi rất là ok này. Chị mà thi bằng B1 thì đi ra là rất là sướng này. 295 triệu số tự động Ford Fiesta. Bản thân em là nữ thì em cũng thích đi dòng xe Ford Fiesta này hơn. Túi khí đã an toàn đầy đủ này. Màn hình giải trí siêu to luôn. Chị Thủy mà thích dòng xe này thì để lại số điện thoại cho em này. 295 triệu có linh động về giá cho mình. Bảo hành về máy móc ý. Dạ có bảo hành về máy móc anh nhé. Có bảo hành về máy móc cho mình luôn. Có bảo hành về máy móc cho mình luôn anh ơi. Anh thích chiếc xe nào, bảo hành về vấn đề như thế nào, em sẽ nói rõ ràng trong hợp đồng mua bán luôn. Ở đây em có cho mình một chiếc xe Hyundai i10 nhập khẩu đời 2014 này. 2014 chỉ có 195 triệu. Có bảo hành nhanh nhá. Kể cả anh mua xe cũ cũng phải có bảo hành. Cam kết là một chuyện nhưng phải có bảo hành. Hợp bán giữa hai bên, người mua và người bán này. Chị Thủy ơi, màu đỏ đấy là Ford Fiesta số tự động 295 triệu có thương lượng cho mình. Xe đẹp ok lắm em ơi. Dạ em cảm ơn anh Bùi Tấn nhá. Anh ấy vào muộn hơn so với mọi ngày đúng không ạ? Ở đây thì em lại có cho mình một chiếc xe Hyundai Elantra đời 2009 này. Hyundai Elantra đời 2009 số sàn. Em đang bán là chỉ có 195 triệu rồi, nhưng mà chót khóa cửa rồi, không mang chìa khóa ra. Có màn hình giải trí đầy đủ, ghế da thay cho bộ ghế da Hyundai mới đét luôn. Bán tải đời 2013 không em? Em có bán tải đời 2019 này, 2017 này. Cuối tháng xuống xem chọn xe. Dạ vâng, xuống thì alo, số điện thoại em ghim dưới màn hình rồi. Chào em Phát nhé, em chào, em chào anh Đại Phát nhé. Em nhìn tên của anh em đã thích rồi, ngày mai anh phải vào luôn từ lúc 11:30 cho em. Để em nhìn Phát, nhìn chữ Đại Phát luôn, em đã biết là hôm nay livestream thành công rồi, gặp nó mà mắt bác Đại Cát rồi, Đại Phát, Đại Phú rồi. Bán tải anh Thanh Phan ơi, em có đời bán xài Nissan Lavera đời 2017-18 anh nhá, màu xanh đẹp cực luôn. Kết nối Zalo em gửi hình ảnh và video. Bây giờ em thợ là em đang đi bắt xe bằng xe đấy rồi nên là không để ở nhà.
Một chiếc xe Mạc C250 đời 2010, số tự động, trang bị động cơ 1.8 này, 388 triệu. Nói về xe Mạc thì các bác nghĩ ngay đến một cái dòng xe thương hiệu, xe sang, xe đi vào mang lại cho mình cái cảm giác rất là tơi luôn, rất là sĩ diện luôn, đúng không ạ? Mạc 250, 388 triệu. Có Antis, Antis Corona, Antis em có hẳn đời 2015 luôn anh nhá. Antis Corona đời 2015 đang đi dọn rồi, mới về, màu xanh đẹp. 555 triệu. Anh Thanh Phan ạ, 555 triệu. Có luôn cả gì nhỉ? Có luôn cả Mazda 6 nữa, nhưng mà mới về cho đi dọn rửa một chút lên cho xinh gái rồi. Mẹc bên em rất là nhiều. Những bác nào tham khảo về dòng xe Mẹc thì gọi tên em Hương. Nếu như mà thích về Mẹc thì gọi tên em Hương, lúc nào cũng sẵn 10 đầu xe Mẹc cho mình. Chiếc xe Mẹc trước mắt khách hàng đây, biển Thủ Đô 30, 199 triệu. Chiếc kia là xe 250, 388 triệu, xem luôn. Anh ơi, xe đấy thợ nhà em hôm nay đi bắt cho em một chiếc xe ở trong bên Cẩm Phả, Quảng Ninh, nên là lấy xe bán tải đi làm xe công vụ rồi. Nên là anh để lại số điện thoại cho em đi ạ. Anh Thanh Phan ơi, để lại số điện thoại cho em. Corona Antis em có hình ảnh rồi, nhưng mà giờ em không để bãi rồi. Thợ đi băng đi rửa dọn rồi anh ạ, nên không để bãi. Để lại số điện thoại cho em. Corona Antis, nồi đồng cối đá, form dáng mới toanh, đời 2015. Anh ơi, con Antis đâu nhỉ? Màu xanh ấy. Đánh đi dọn rồi nhá. À. Kết nối số điện thoại em sẽ gửi hình ảnh cho mình ạ. Ở đây lại có một siêu phẩm này, biển 34 bánh đậu xanh này. Một siêu phẩm CDX nhập khẩu đời 2009 này. Nói về CDX các bác sẽ nghĩ ngay một dòng xe sedan 2 đầu, cực đẹp luôn, rất là nhiều option này. Cụm đèn pha halogen siêu sáng này, ốp mạ chrome rồi. Đèn gầm có la răng thể thao 5 chấu này. Antis đen à, Antis đen em có đời 2010 và đời 2005. Đợi em một chút nhá em, để em ngắm cho nó ở vị trí nào. Hôm qua em nghỉ nên là lay xe đánh hơi lộn xộn một chút. Ở đây có một siêu phẩm này, Mazda màu đỏ em có chị Thủy ơi. Màu đỏ có, màu trắng có luôn. Đợi em một chút nhá, nói qua về con CDX này một chút này. CDX đây ạ, 245 triệu. Có đèn là đèn hông, à đèn xi nhan trên hông này, la răng thể thao, phanh ABS. 245 triệu nhập khẩu, có đề lỗ thông minh và có cửa lóc cho em. CDX đây, nhập khẩu cực đẹp luôn. Đề lỗ thông minh, túi khí an toàn đẹp luôn. Tổ hợp phím bấm chân vô lăng, 245 triệu. Còn chị Thủy thích Mazda này, Antis 2010 là 395 triệu. Giảm kịch sàn cho các bác Thanh Phan, còn 385 triệu nhá. Đời 2010, đồng đấy thì nó vừa giữ được giá này, vừa giữ được dáng đẹp, form dáng rất là đẹp luôn, lên giá vẫn còn rất là tơi. Ở đây đây Mazda nhá chị Thủy ơi. Chị Thủy đâu nhỉ? Để em kéo xuống chị Thủy này. Anh Bùi Tấn này vào việc à? Dạ vâng, cảm ơn anh Bùi Tấn này. Chị Thủy này, chị Thanh Thủy đây. Mazda 3S màu trắng này. Mặt ga lăng là mặt hề, nhưng mà mặt chú hề cười cho em. Đèn bi salon, đèn giải led định vị ban ngày, đèn gầm. Có cửa lốc này, xi nhan trên gương và xi nhan trên hông. Chiếc Mazda này đã đời 2013, số tự động, một chủ từ mới này, một chủ từ mới. Nếu như về tay chị thì sẽ là chủ thứ hai này. 395 triệu, zin đẹp cho em. Zin đẹp cho em này, cửa lóc luôn. Một chủ zin 395 triệu. Đây là một chiếc màu trắng này. Đợi một chút nữa em sẽ quay màu đỏ nhá. Mazda đây ạ. Tổ hợp phím bấm chân vô lăng này, các bác nhìn cho em bên trong Mazda này. Màn hình giải trí có rồi. Số tự động, ghế da đẹp luôn. 395 triệu. Rất là nhiều option luôn. Gương kính cụp chỉnh điện đẹp cho em nhé. Có cửa lóc luôn. Em chào bác Hoàng Hiệp này, bác Chín Cao, bác Ngô Quyền, bác Lam Đàm là Đảng này, bác Minh Hiếu này, bác Trinh Lê này. Anh Thanh Phan ơi, để lại số điện thoại cho em đi. Vì có nhiều chiếc xe không sẵn tại bãi, nhưng em đã lên video và hình ảnh rồi, em sẽ gửi riêng cho mình hình ảnh và video nhé. Mazda 3S, chị Thủy ơi, chị Thanh Thủy này. Mazda 3S với lớp sơn màu đỏ đẹp đây, thương hiệu của nhà Mazda đây. Đèn bi salon, đèn gầm có này. Cửa lóc đầy đủ luôn, lớp sơn màu đỏ. Chiếc này đời 2009, nên cái giá của nó sẽ mềm hơn. 295 triệu, nhập khẩu đời 2009, số tự động ạ. Mazda đẹp cho em đây ạ. Tổ hợp phím bấm chân vô lăng, túi khí an toàn, ghế da zin luôn. Một siêu phẩm Mazda màu đỏ này. Các chị gái thích đi Mazda nhất là đi Mazda và Ford Fiesta, vì form dáng của nó đẹp luôn. Hôm trước thì em cũng bán cho chị đấy là một cái chị giám đốc kinh doanh bên mỹ phẩm gì đấy.
rất là thích Mazda luôn. Chốt luôn một chiếc Mazda nhưng mà màu trắng, hôm nay em lại về thêm một trắng một đỏ này. Có cam lùi đầy đủ này, giải led định vị bô đôi thể thao luôn, đèn gầm. Nhìn cụm đèn pha, các bác nhìn cho em cái đèn pha, đèn hậu này rất là đẹp luôn nhá. 295 triệu. Mazda màu đỏ đây, màu trắng là 395, màu đỏ là 295. Rất là nhiều sự lựa chọn cho khách hàng nhà mình. Còn nếu chị Thủy mà thích đi xe số tự động mà hợp với dáng của mình nữa thì em có cho mình một siêu phẩm Ford Fiesta. Chiếc Ford Fiesta này là đời 2013, số tự động máy xăng, 308 triệu nhá. Quay VC, VC là cái gì nhỉ anh nhỉ? Anh Huỳnh Ngọc Dũng ơi, em chưa hiểu chữ VC. Vios đúng không anh? Anh viết nhầm là VC đúng không? Chắc là Vios bản E đúng không anh? Chứ còn VC em không hiểu VC là nhỉ? VC là Civic này. Anh xem Vios đúng không ạ? Anh bình luận lại hỏi em với. Ford Fiesta 318 triệu, đời 2013. Có chế độ reset trên vô lăng này, la răng thể thao này. Nhìn bên trong các bác nhìn này, dáng rất là đẹp, đi cực sướng luôn. Đầu đài nguyên bản theo xe, có một màn hình cỡ vừa kết nối Bluetooth, nghe nhạc tẹt ga cho em. Sấy sưởi kính này, điều hòa thì mát lạnh luôn. Dòng xe này với cái hỗ trợ hệ điều hành của nó là điều hòa rất là mát, cảm giác không hề bị say xe. Trước kia em rất hay là say xe nhưng đi dòng này không hề bị say xe này. Túi khí an toàn, tổ hợp phím bấm trên vô lăng. Và có cho em là thảm sạch sẽ luôn rồi. Số tự động ghế da này, các bác nhìn cái má ghế như thế này thôi, ngồi không hề bị tròng trành. Thiết kế từ những cái tiểu tiết đơn giản như phần ghế da đục lỗ thông hơi thì rất là mát luôn. 318 triệu cho siêu phẩm Ford Fiesta đời 2013, kệ bước chân lên xuống quá đẳng cấp luôn này. La răng thể thao, phanh đẹp rồi. Sơn si đẹp, bản hatchback nhỏ gọn nhưng không hề bị cụt nhá. Nghỉ ăn cơm thôi, chưa hết được đâu anh ơi. Chưa ăn cơm được. 100 à Vios đúng rồi. 180 đầu xe mà mới quay được 80 xe thôi, còn 100 xe nữa. Anh ơi em có Vios nhá. Anh đợi em một chút này, Vios này. À em quay lại con Corona Antis cho bác nào về hỏi Corona Antis này. Anh Huỳnh Dũng ơi, đợi em một chút này. Một chiếc xe Corona Antis đời 2010. Biển 34 bánh đậu xanh 28966 này. Xin nhan trên gương, đời 2010, số tự động 395 triệu. Corona Antis và Camry và Vios là những cái dòng xe mà khách hàng quan tâm nhiều nhất. Còn chiếc Corona này nó phải tương đương hoặc hơn so với Camry. Nên dù là đời 2010 vẫn giữ cho mình một cái phong độ, nhất là về dáng này, hệ thống máy móc này. Xi nhan trên gương, form dáng không hề bị cổ hủ luôn. Máy móc của Antis thì các bác phải hình dung là siêu tiết kiệm luôn. Không, em đang nói là Corona Antis anh ạ. Còn Vios là vừa anh ấy hỏi em là đây là chiếc Corona Antis, không phải Vios anh ạ. Vios nó cùng đời, được cùng nhà Toyota. Nhưng đây là chiếc Corona Antis 395 triệu nhá. Anh gì nhờ, vừa anh gì hỏi Antis nhờ. Camry em cho làm dâu Cần Thơ rồi. Ngày hôm kia 5 xe lên salon về Cần Thơ rồi. Anh Đại Phát này, anh Đại Phát này, anh Hoàng Hiệp hỏi Camry. Camry em cho về làm dâu Cần Thơ rồi. Nói chung là bên em xe bán nhanh lắm luôn. Ở đây thì em lại có cho mình một siêu phẩm này, Innova 8 chỗ ạ. Innova thì vừa em quay một chiếc rồi. Để em ngắm xem đời Innova đây. Một siêu phẩm Innova đời 2008, Innova bản G, 245 triệu số sàn đây anh Hà Tùng, anh Bùi Tấn này. Innova biển thủ đô đẹp. 245 triệu đời 2008 nhá, 8 chỗ ngồi, trang bị đạt 2.0. Vì là 7 người nên em nó phải là 2.0 thì mới cõng được 7 người. Nếu như mà ăn ít 1 chấm mấy làm sao mà cõng được đúng không ạ? Đó, rất là nhiều xe luôn. Thích xe nào comment lên đây giúp em. Captiva mới về đây. Nhưng mà chưa biết giá. Hôm qua là mãi đi à. Một chiếc xe Captiva đời 2007 này. Màn hình giải trí siêu to vật vã, số tự động. Captiva đây, số tự động 7 chỗ ngồi 207, 228 triệu. Màn hình siêu to luôn, ghế da đẹp. Vì tiện là mở kính rồi nên thò luôn cậy vào trong để xem các bác xem này. Chevrolet Captiva, túi khí an toàn đầy đủ nhá, 228 triệu. Vios nào, giờ ra sẽ quay lại Vios nhá. À đây có một em Corona Antis này, đời thấp hơn này, đời 2005, cắt lỗ cho mình còn 190 triệu thôi. Corona Antis biển 20A,
cắt nỗ cho mình còn 190 triệu. Rồi cắt để cắt tận vào chân luôn rồi. Cắt nỗ nhiều quá. Cắt nỗ nhiều quá, cắt như thế là cắt vào chân rồi. Fiat bản e xịn thì em có này. Anh gì vừa hỏi Fiat thì em chào anh Quang Hải này, chào anh Nguyễn Điềm, chào anh Vũ Quang Chiến này. Fiat bản e xịn biển 36 này. Fiat e xịn đây ạ, màu đen đẹp đến từ nhà Toyota. Đời 2009, số sàn 208 triệu. Ghế da thì em đã cho em nó một bộ ghế da mới rồi. Đầu đài màn hình nguyên bản theo xe. Có túi khí an toàn nhá. Fiat 208 triệu đây ạ. La răng thể thao, phanh ABS đầy đủ 4 bánh cho em. Bản này là bản e xịn này. Đây là một chiếc xe Vios đời 2009 và là số sàn màu đen này. Chiếc này cũng là Vios bản e xịn đời 2011, số sàn với nước sơn màu vàng cát này. Bác nào hợp phong thủy chó ra. Bác nào hợp phong thủy màu đen nào, hay là hợp phong thủy màu vàng cát đây. Sao chìa khóa lại cắm vào đây anh ơi? Vẫn lổ máy à? Đây nhá, Vios các bác nhìn này. Đời 2011, 225 triệu. Thôi tắt đi thôi anh ạ. Đây chìa khóa trong lỗ máy đây. Các bác lại làm cái dính một cái đi mất thì thôi. Túi khí an toàn này. Màu ở đây là màu vàng cát đẹp nhá. E xịt đời 2011. Và đang về thêm một chiếc xe Vios đời 2016. Đăng ký lăn bánh là 2017 nữa. Một chủ tư nhân. Tối qua thì em mới lên video đi mua xe thôi. Giờ cho đi dọn rồi. Ở đây thì có một em Accent bản nhập khẩu biển 38 này. Bốn mắt cảm biến va chạm này. Nhiều xe quá cứ nhảy cốc rồi không biết là quay xe nào rồi cơ. Em sẽ quay cho khách hàng nhà mình một em Accent. À em này là bản đặc biệt. Bản đặc biệt tức là gì? Bản Blue cao cấp. Đời 2011, số tự động, trang bị động cơ 1.4. Bản đặc biệt sẽ có gì? Xi nhan trên gương và Accent này sẽ có cửa lóc nhá. Dạo gần đây, 2 năm đổ lại gần đây, Vios không còn phải là một sự lựa chọn cho khách hàng nhà mình chạy taxi nữa. Mà thêm vào đó là một dòng đặc biệt, đó là Accent. Hiện tại bây giờ đời sống nâng cao, các bác không chỉ những chọn Vios là để tiết kiệm nhiên liệu này, thì Accent cũng là một cái sự lựa chọn cho mình chạy khách hàng cho em. Tổ hợp phím bấm trên vô lăng này, nghe gọi này, khẩu lệnh nói này, màn hình giải trí có luôn. Và chiếc xe này thì là số tự động, em đang bán là 355 triệu. 355 triệu cho chiếc xe Accent nhập khẩu đây ạ. Gương các bác nhìn nhá, nhập khẩu bản đặc biệt này sẽ có cửa lóc cho em. Gương kính cụp chỉnh điện tự động này. 355 triệu. Màn hình giải trí, túi khí an toàn không thể thiếu được. Accent nhập khẩu bản có cửa lóc nhá. La răng thể thao, phanh ABS 5 chấu đẹp, xi nhan trên gương. Quá là đẹp luôn, màu sắc đẹp, biển 38, 38 ở đâu, Thanh Hóa hay là Nghệ An các bác, bình luận em với. Rất hay nhầm biển 36, 37, 38 luôn. Rất là đẹp luôn, em chào anh bác Nguyễn Cẩm Tú này, bác Khánh Trần, bác Đỗ Minh Thiện này, bác Vũ Công Đại, bác Hưng Vĩ này. Vì nhiều khách hàng xem xong comment nó trôi trôi đi, em không đọc được hết. Em chào bác Nguyễn Điền, bác Quang Chiến nhé. Các bác chia sẻ lên giúp em nào. Chia sẻ lên giúp em ạ. 12:23 rồi, một cô gái vừa ngoan vừa chịu khó vẫn đứng ở cái lắng như thế này. Livestream báo giá review trực tiếp rất là nhiều dòng xe. Có phân tích hơn, có phân tích thua, có cái nào hơn cái nào, em đã nói rõ cho mình rồi. Giá cả báo trực tiếp luôn. Vẫn bớt để linh động giá cho mình. Em cảm ơn anh Khánh Trần nhá. Chia sẻ lên giúp em nhá. Accent nhập khẩu bản đặc biệt có cửa lóc, màn hình giải trí, túi khí an toàn, 355 triệu. Rất là đẹp luôn, Vios đây. Số sàn màu vàng cát, Vios bản e xịn màu đen. Ai, Mazda 6 đây, tán gái giờ mới về đây. Lên hẳn em ơi. Đấy, em đã nói rồi, thợ tán gái giờ mới về mà. Một siêu phẩm Mazda 6 đời 2014, 530 triệu với nước sơn màu đen đẹp, biển thủ đô. Các bác nhìn đèn led này, các bác nhìn giải đèn led này sáng này, giải đèn led này. Đèn bi sa lông, đèn gầm, bốn mắt cảm biến va chạm phía trước này. Tán gái, cá chua chua, sợ thật. Bốn mắt cảm biến va chạm phía sau, bô líp thể thao đẹp, Mazda với lớp sơn màu xanh đẹp. Mazda 6, 530 triệu, đời 2014 ạ. Hello anh. Em có đọc đời xe mà anh. Em có đọc mà. Chắc là lúc em nói nhanh quá.
Anh Minh Thiện ơi, em có đọc đời xe ạ. Accent kia đời 2011, bản là bản đặc biệt này. Mazda 6 đời 2014 này. Siêu chất nừ cho em luôn. Có cam 360. Nút mở một chợ thông minh, mở mở ra Tuấn này. Khóa mẹ rồi. Nói bậy rồi, chưa. Rồi, cửa lóc đầy đủ cho em. Số tự động đẹp đấy nhá, 530 triệu tổ hợp phím bấm trên vô lăng. Các bác nhìn siêu phẩm Mazda bên em này, 530 triệu đẹp căng luôn. Thế này mà không mua lên 1-2 hôm nữa em bán là tiếc lắm luôn. 1-2 hôm nữa em bán là tiếc cực kỳ luôn. Có cửa lóc đẹp đây ạ. Mazda 6 đời 2014, 530 triệu. Có cửa lóc 4 mắt cảm biến va chạm phía trước, 4 mắt cảm biến va chạm phía sau. Đèn bi salon, dải đèn nét, đèn gầm có luôn, thương hiệu luôn. Ô, chất nừ luôn. Dạ em chào anh Đình Sơn nhá. Hẹn gặp anh Đình Sơn vào chủ nhật này. Mazda sực cực chất luôn cho em, nút mở một trạm thông minh. Chống trơn trượt đổ đèo cho em này. Ôi, quá là nhiều option, quá là nhiều chức năng. Em chào bác Dương Nguyễn này, chia sẻ lên giúp em nào. Chia sẻ mạnh mẽ lên giúp em. Mazda đây, hóng mãi mới về đây. Đi tán gái cả chiều trưa, dã man. Cứ xe nào đẹp là đi tán gái thôi. Hỏi sao lắm người yêu thế. Điều hòa lóng lạnh hai vùng. Vừa rồi vừa mới đi đến giờ mở ra mà cái xe mát quá. Điều hòa hai vùng lóng lạnh rõ rệt này. Cửa lóc này, đèn trần này đầy đủ nhá. Ghế da zin, máy số zin đẹp luôn. La răng thể thao, phanh ABS chống bó cứng. Ghế chỉnh điện 8 hướng cho em. Ghế chỉnh là chỉnh điện nhá, 8 hướng cho em. Tổ hợp phím bấm chân vô lăng. Chống trơn trượt xi nhan trên gương. La răng thể thao đẹp rồi. 530 triệu. Anh Sơn đâu rồi? Hẹn anh Sơn vào chủ nhật nhá. Ở đây thì nếu như bác nào có tầm tiền như là hơn 100 triệu thì có thể đi La City EX này. Không nhờ bác lại cứ bảo là anh không có điều kiện, em toàn báo mấy con xe nửa tỷ mới trên nửa tỷ đây. Thì đây em có một chiếc La City EX đời 2009 này. Số sàn 158 triệu. 158 triệu thôi ạ. Vừa nước sơn màu bạc đẹp này. Ghế là ghế lì nhá. Vô lăng 3 chấu này. Ốp hết cả giả vân gỗ trên xe rồi. Điều hòa mát lạnh. La răng thể thao 158 triệu. Innova nhiều lắm luôn. Đây xe của anh đây. Đợi anh lên đón em về làm dâu đây. Fiat đẹp của mình đây ạ. Vẫn để phần cho anh Sơn luôn. Sờ bắc tập lái này 85 triệu. Ở đây thì có một chiếc xe ghét tằng tằng nữa đây. Nếu như bác nào đã đích đi xe ghét bản nhập khẩu thì em có xe ghét này. À, Hyundai i10, mắt quáng rồi nhìn kiểu gì ra ghét. Ở đây là Hyundai i10 nhá, 125 triệu nhập khẩu đời 2008 này. 125 triệu. Innova sờ bắc tập lái này 85 triệu. Jolly 8 chỗ ngồi to đùng ngã ngửa có 100 tí tẹo thôi. Ui dồi nhọc quá. Ở đây thì lại có cho mình một chiếc xe La City. La City SE 235 triệu đời 2010 nhập khẩu 1.6 này. Em chào anh Lê Thức nhá. La City SE 235 triệu biển 19 này. Form dáng rất là chất chơi đẹp luôn. Đời 2010 thôi. Đời cũng không phải là quá thấp đúng không ạ? Ôi các bác nhìn cho em này. Bác chủ cũ cực kỳ cẩn thận này. Ốp hết mạ vân carbon trên xe rồi. Không phải là che khuyết điểm hay gì đâu, mà bác cái cẩn thận. Giống như các bác mua một chiếc điện thoại về, dán lên cho em nó cái cường lực, mua cho em nó cái ốp, thì những chiếc máy đấy sao bao giờ cũng sẽ được bảo vệ kỹ hơn, đúng không ạ? Chứ không phải là che khuyết điểm hay làm gì cả, mà chỉ đơn giản là bảo vệ kỹ hơn thôi. Ở đây thì có La City SE đời 2010. Bản này là bản nhập Hàn. À, bản này cũng là bản nhập này. Bản này cũng là bản nhập này. Bản này là La City SE 2010. Số sàn nhập Hàn em đang bán là 222 triệu. Anh ơi, đây là Lê Hương anh ơi. Anh Lê Thức ơi, anh cùng họ với em rồi. Em là Lê Hương nhá. Em chào bác Lê Dính này. Em là Lê Hương Thức ơi. La City này. Chị em nhớ là chị Lê Thủy thôi, chứ không phải là Lê Thủy rồi. Ford Eco Sport bán rồi này. Civic này. Ở đây có một siêu phẩm Honda Civic đời 2006. Em đang bán là 230 triệu số tự động này. Em chào bác Thu Béo này. Cửa lóc đầy đủ cho em, đi cực sướng luôn. Số tự động Honda Civic. Nói đến Honda thì quá là nồi đồng cối đá rồi. Bán xe các bác nhìn là cái phanh tay của em nó này. Cái phanh tay rất là buồn cười luôn.
Màn hình giải trí OLED siêu to này, 230 triệu cho chiếc xe Honda Civic này. Kế bên đây thì lại có cho mình một chiếc xe Gentra. Gentra này là 155 triệu, đời 2010 này. Ở đây thì có một em Ford Everest, to đùng ngã ngửa vật vã. Ford Everest một cầu số sàn. Ôi dồi ôi, to đùng luôn. Everest này, Ford Everest 186 triệu. Rất là chất luôn, 186 triệu, đời 2009 này. Ford Everest đây ạ. Và bên đây thì em có cho mình một em siêu phẩm, nó gọi là hoa hậu rồi. Một em Sờ Bắc Biển D, đăng ký 2 chỗ ngồi. Nhưng mà nếu như bác nào là người chơi hệ độ thì nhìn em này rất là đẹp luôn. Độ lên gì? Các bác nhìn đèn gầm này, như cái lòng súng hoa cà hoa cải luôn. i10 2 đầu em có nhanh thức nhá, 238 triệu, i10 2 đầu đời 2014 này. Cực đẹp luôn, màu trắng ạ. Sờ Bắc 2 chỗ ngồi, độ cho em la răng xương cá này. 168 triệu, đời 2011, đăng ký lăn bánh lần đầu là 2016. Độ lên cho em này. Ôi trời ơi. Độ lên la răng, ra răng hình xương cá này. Ôi trời ơi. La răng hình xương cá đẹp luôn. Đấy, em ngồi vào trong xe phát tí ngã. Độ lên cái vô lăng mà có lẽ là cả cái miền Bắc này không có hề có thứ chiếc thứ hai này. Độ lên cả la bàn luôn nhá. Anh Thức ơi, để lại số điện thoại cho em i10. Em có bản nhập khẩu sedan 2 đầu đẹp căng luôn. 168 triệu, còn 160 triệu cho em Sờ Bắc tập lái 2 chỗ ngồi. Mở đèn, có đèn cảnh báo khi mở cửa luôn. Mở ra phát nó sẽ nhấp nháy này. Nếu như buổi tối các bác mở cửa ra, người phía sau ra nhìn thấy là à, bác đang mở cửa này, lé ra, không đâm vào cánh cửa bây giờ. Phía sau đang các bác nhìn này, 2 chỗ ngồi với cái hàng ghế như một cái giường. Rất là to luôn, cánh gió này, thể thao luôn. Sờ Bắc Biển D phù hợp với những khách hàng nào vừa đi gia đình, vừa chở hàng cho em. 168, còn 160. Đầu xe trên 100 triệu, bớt hẳn 8 triệu, quá là tơi luôn rồi. Ui, còn nhiều xe quá, nhìn mãi không hết, vẫn còn nhiều xe chưa báo quá. Ở đây thì có cho mình một chiếc Hyundai Accent nhập khẩu biển 88 Vĩnh Phúc. Hyundai Accent nhập khẩu, đời 2011, màn hình giải trí này. Vào phát là ngửi được một cái mùi cà phê. Không biết là bác chủ cũ dùng cái nước gì rất là thơm. Màn hình giải trí, túi khí an toàn đầy đủ cho em, ghế da đẹp căng luôn. 285 triệu Hyundai Accent nhập khẩu 1.4 số sàn 2011. 285 triệu. Màu đen đẹp rất là cứng cáp luôn. La răng thể thao phanh ABS. Em chào anh Ngô Hùng này, chào bác Vũ Thùy, chào bác Đinh Văn Hướng này. Anh Lê Thức ơi, để lại số điện thoại cho em đi ạ. I10 với em quay ở ngoài kia rồi. Để lại số điện thoại cho em nhé. Và bên đây thì có một chiếc xe Hyundai Get, Hyundai Get số tự động đời 2007, 196 triệu số tự động đây. Hơn 100 triệu đi số tự động thì đi xe Get nhập khẩu cho em đi. Cực kỳ êm luôn. Màn hình giải trí, ghế da đẹp rồi. 196 triệu đời 2007, bản nhập khẩu 1.4. Ôi mệt quá, lại say lắng mất rồi. Ở đây thì có một em Ford EcoSport bản Titanium cao cấp nhất. Dạ, em chào anh Ngô Hùng nhá. Anh Ngô Hùng và anh Tuấn Phạm chia sẻ lên giúp em ạ. Ford EcoSport bản Titanium cao cấp nhất thì có gì? Xi nhan trên gương, túi khí an toàn quanh xe. Màn hình giải trí thì bản này là bản theo xe thôi, chưa lên màn hình to. Túi khí an toàn này, đề lỗ thông minh, cửa lóc đầy đủ cho em. Ford EcoSport bản Titanium cao cấp đời 2016, 445 triệu. Chevrolet Cruze số sàn, con này giảm cắt lỗ cho mình, số sàn đây. Giảm cắt lỗ cho mình luôn. Chevrolet Cruze 240 triệu đời 2011, số sàn màu đen 1.6 này. Đây, 2011 nhá. 240 triệu màn hình đầu đài có rồi. Ghế da đẹp, số sàn 5 cấp, ghế da đẹp căng luôn, túi khí an toàn. 240 triệu. Nóng quá. Ở đây thì có cho mình một chiếc xe Bolo đến từ thương hiệu Volkswagen nổi tiếng đến từ Đức này. Bolo đẹp cho em. Bốn mắt cảm biến va chạm phía sau, bản sedan 2 đầu đến từ Đức. 365 triệu Bolo. Đến từ Đức, đời 2014, đăng ký là 2016, 1.6 số tự động nhé. 365 triệu. Và ở đây thì có cho mình một chiếc xe Get quốc dân số sàn 158 triệu. Đời 2009 à.
Get đời 2009 đây ạ, 158 triệu. Ghế da em bọc lại cho mình rồi, điều hòa thì mát lạnh luôn. Mệt quá, tự dưng nó bị khó chịu quá. Đây, Kia, các bác nhìn em Kia mới về đây. Đẹp căng luôn. Một em Kia to đùng vật vã trắng xẻo xinh gái này. Em này thuộc top rồi, hoa hậu rồi. Lissan. Anh Thục ơi, địa chỉ bên em là 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Anh Lê Thực hay Lê Thức ơi, anh để lại số điện thoại cho em nhé. Lissan Navera em có nhá anh nhá. Lissan Navera đời 20... Navera. Anh Nguyễn Asoka ơi, như kiểu tiếng Nhật luôn. Anh Nguyễn Asoka để lại số điện thoại cho em này. Anh Lê Thực cũng để lại số điện thoại cho em này. Kết nối Zalo rồi em gửi định vị cho mình. Số điện thoại em đã ghim dưới màn hình rồi. Làm việc với em thì em là lữ thật, nhưng em làm việc rất là nhanh chóng luôn. Dạ, em nhìn thấy số điện thoại của anh rồi. Một chút nữa khi xuống dưới livestream, em sẽ tắt livestream đi và em sẽ gọi điện cho anh. Anh đang quan tâm về dòng xe nào? Bán tải hay là Vios? Vios thì về rất là nhiều. Vios và Mercedes-Benz thì gọi là em Hương đúng, gọi tên em mà đúng rồi. Nóng quá luôn, xong lại chưa ăn cơm nữa, người nói nó có bị hụt hơi. Livestream hơi một tiếng đồng hồ rồi. Em đã nhìn thấy số điện thoại của anh Thực này. Còn anh nào nữa nhỉ? Vừa anh nào bỏ xem xe nhỉ? Anh Nguyễn Osaka ơi. Osaka đúng rồi. Anh Nguyễn Osaka nhá, để lại số điện thoại cho em nào. Cơm, ok ok ok. Đấy, còn chưa ăn cơm, thọ ra nhá. Chắc vào ăn cơm đây. Ui mồ hôi. Vừa rồi thì em đã báo giá rất là nhiều những dòng xe đang được chào bán bên em Lê Hương Ô tô Hải Dương. Những bác nào quan tâm mẫu xe nào, để lại số điện thoại ở đây giúp em ạ. Còn có lẽ thì bây giờ em xin phép được dừng buổi báo giá trực tiếp tại đây. Thứ nhất là để em xuống em làm việc, để em inbox lại những inbox khách hàng vừa để lại cho em. Thứ hai là em xuống em dùng bữa. Đói quá, nói nó không được hăng nữa cơ. Mồ hôi. Em cảm ơn toàn thể khách hàng đã cùng em Lê Hương xem hết buổi báo giá trực tiếp ngày hôm nay ạ. Cảm ơn tất cả khách hàng nhé. Ngày mai vào 11:30 ngày mai em lại có buổi báo giá trực tiếp trên fanpage Lê Hương Ô tô Hải Dương. Cũng như là chiều nay em sẽ đăng tải lên, up lên rất là nhiều video. Những bác nào quan tâm dòng xe nào, mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em. Giá cả em cam kết sẽ là giá cạnh tranh nhất thị trường. Và em sẽ cam kết cho mình không đâm xô, không ngập nước. Hồ sơ pháp lý phải là đẹp căng luôn. Nên các bác cứ hoàn toàn yên tâm khi mua xe bên em Lê Hương Ô tô Hải Dương nhé. Trước khi ra thì em cũng xin chúc khách hàng nhà mình có một ngày làm việc là hiệu quả này. Hôm nay là thứ mấy nhỉ? Thứ 6 rồi à? Sắp cuối tuần rồi, lại có một buổi nghỉ cuối tuần là vui vẻ nhé. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại, để em kết nối số điện thoại với khách hàng để dưới đây cho em. Trước khi ra thì các bác chia sẻ một nút cho em nhé. Chia sẻ lên giúp em ạ. Dạ vâng, xin chào và hẹn gặp lại nhé. Lóng quá ạ.